quý vị và các bạn, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Vietbit xin giới thiệu đến các bạn máy in Oki 472 MB472. Ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn một tính năng nữa của dòng máy in Oki MB472, đó là chức năng photo hai mặt tự động đảo mặt RADF. Đối với thiết lập in photo RADF thì các bạn thiết lập như sau. Bạn vào mục setting. Trên setting, bạn ấn mũi tên sang để vào mục setting của scan copy. Ở đây như các bạn đã thấy thì có dòng double copy, đây đang để option for double, thì các bạn chuyển về chế độ double to double, các bạn ấn OK để thiết lập. Vậy là các bạn có thể ấn copy bình thường, sau đó bạn nhấn OK. Đây phím Molo máy sẽ thiết lập chế độ quay trên. Như các bạn thấy, máy hoạt động rất trơn tru và công suất cao, không kém gì một cái máy photo chuyên dụng đa năng của Toshiba, E-Studio, các dòng cao cấp mà các bạn phải bỏ ra chi phí tầm mấy chục triệu để mua một chiếc máy photo. Thì với mức giá hợp lý thì Oki 472 có thể hoàn toàn thay thế tính năng đó cho bạn. Với khay ADF, RADF, các bạn có thể chứa đến 250 trang để photo. Cũng như khay giấy ở dưới, các bạn có thể chứa được 1/2 gam giấy. Các bạn photo nhiều tài liệu một lúc mà không cần phải thay đổi khay giấy hoặc là lát giấy quá nhiều lần. Vậy là quá trình photo đã hoàn thành xong. Như các bạn đã thấy, một tập tài liệu của mình chứa 32 trang nhưng mà photo rất nhanh, chưa đầy đến trong vòng 1 phút. Thì với chế độ đảo mặt double với RADF của Oki MB472. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.